hồi mà sang định cư ở Đài Loan mấy mươi năm rồi, làm cái nghề đẩy xe hàng ngày ở tại phi trường, đưa rước khách, nhất là những người Việt Nam, những người lớn tuổi, những người tàn tật đi về thăm quê hương, cũng có nhiều điều thú vị. Cứ mỗi một chuyến về thì có biết bao nhiêu người về thì vui, chừng trở lại Mỹ sao mặt mày buồn so. Mà ngộ thiệt, chính vì những cái chuyến về đó mình biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Có một lần tôi thấy có bốn anh em về vui lắm, cười vui, nói vô gặp tôi nói Việt Nam. Dạ Việt Nam. Về làm gì vậy? Nói trời bữa nay vui quá. Hỏi ai đây? Bốn anh em. Ủa sao bốn anh em về chung lúc, chắc đi chơi. Nói trời đất ơi, ở bên Mỹ làm ăn, người chỗ này người chỗ kia đâu có cái thì giờ đâu mà có dịp gặp nhau. Sẵn cái lần này nhờ có chuyện thành ra bốn anh em gặp nhau vui quá trời. Tôi nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà vui quá về gặp nhau? Nói tại vì ông già ông lớn tuổi rồi ông chết. Tôi ngạc nhiên. Tôi nói ủa ba lớn tuổi chết thì buồn chứ sao vui? Thì mấy em mới nói buồn thì có buồn, nhưng mà chính nhờ ba chết mà anh em mới có dịp về chung chuyến máy bay, mới gặp nhau. Chứ làm ăn tối ngày đầu tắt mặt tối có gì đâu mà gặp được. Người già thì nói là đi về Việt Nam, giới trẻ thì nó nói đi Việt Nam. Già thì về mà trẻ thì đi. Đi đâu? Về đâu? Đi hay về gì cũng là một chút tình cho quê hương. Ý trời, nó dâm dòi nhiều chuyện từ nó giờ. Có một cái bà Việt Nam, bà tới chuyến bay tự giờ mà không đi rước bà đó, mình bị đuổi à. Chào bà cô. Chà, hôm nay bà cô đồng hương mình về Việt Nam nhiều dữ ha. Sướng rồi nha. Mà công nhận cái chuyến bay mà từ ở Canada mà trở về Việt Nam, mặt người nào người nấy cũng tươi rói à. Mắc cười nhất là chiếc hoa. Chiếc hoa mặt người nào người nấy cũng quý sĩ hết à. Tại vừa hết tiền mà vừa hết sức. Nhưng mà thôi kệ, hưởng được lúc nào cứ hưởng. Ôi dạ, thằng coi. Trời ơi, sao mà nhức quá. You tired chứ? Trời ơi, mà sao mệt mày. Trẻ ngồi mười mấy tiếng không sao hết, tao già cả ngồi mười mấy tiếng chân cẳng nó sưng hết trơn cái trội à. Don't worry, we're almost there. Hả? We're almost there. Almost there? Yeah. Đúng rồi. You look so happy now, huh? Sao không happy được mày? Sắp sửa tới Việt Nam rồi. Ê, lát về chuyến về tới Việt Nam ngồi ghế số mấy vậy? Ồ, chú đợi con chút. Yeah, it's 36G. Hả? 36G. 36G hả? Uh-huh. G bên Mỹ là G. Mà về tới Việt Nam là G. G? Yeah. Mà G là gái. So girl is guy? Uh-huh. Interesting. So what's the seat number? Chú hả? Yeah. 25G. Huh? 25G. Yeah. No, 25D. Biết rồi. Đi là bên Mỹ, về tới Việt Nam là yeah. So D is yeah. Uh-huh. Girl is guy. Uh-huh. Chú về gái. Mày. Nào, có tưởng hiểu lầm vậy ta. Quên nữa. Dạ. Mày coi dùng tao cái túi nha. Tao vô restroom cái. Ồ. Để lát đông nghẹt xếp hàng chết luôn á. Ờ. Coi. Cẩn thận, đừng có đụng vào vỏ của con chứ. Có cái túi thôi mà làm thấy ghê à. Coi dùng nha, để lo xếp hàng chết tao nha. Ok. Sắp tới Việt Nam rồi. Phớ hưởng. Over there, right there. Little bit.
okay, here, she talk here. Share, share me. Okay, thank you, thank you. Tip, tip, tip. Okay, tip, tip, tip. Tip, tip. More, tip, tip. Two dollar. Dạ không. Việt Nam với nhau mà. Ôi trời đất ơi. Ủa, chú là Việt Nam hả? Dạ Việt Nam. Trời ơi, đâu có biết đâu. Tôi người Việt Nam gốc, hồi đó tôi ở Chợ Lớn. Ôi vậy hả? Trời ơi, dạ, dạ cảm ơn chú nghe. Việt Nam không cần tiền tiếp hả? Không sao. Dạ cảm ơn nhiều. Chắc đẩy nặng mồ hôi mồ kê quá, trời tội nghiệp ghê. Quen đó. Rồi, dạ. Tôi biết mà. Dạ thôi dạ, cảm ơn dạ, chú. Dạ không có chi. Dạ. Khi nào mà bà muốn đi lên chuyến kế về Việt Nam đó, dạ, dạ. Kêu cho tôi biết thì tôi ra tôi đẩy xe. Dạ dạ nha. Rồi dạ dạ. Cái dạ. Này là khóa lại này nha. Dạ dạ. Đó. Còn khi nào bà muốn đi đó thì bà kéo nó lên. Ồ dạ dạ. Dạ rồi. Dạ, dạ đừng đau, đừng dạ. Chân đau quá dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cảm ơn. You. Help. Me? My chân đau. Go outside, cannot stand it. Okay, help. Cô ơi, cô, con là người Việt Nam. Ủa? Trời ơi, sao nói tiếng Việt con hiểu mà. Trời ơi, sao Việt Nam nhiều dữ vậy này, đụng Việt Nam rồi đụng Việt Nam nữa. Oh, yeah. Trời ơi, vậy mà nãy cô đi ngang cô tưởng Đại Hàn. Ờ. Trời ơi, đẹp trai giống ca sĩ Đại Hàn quá. Dạ, cảm ơn cô. Coi coi nổi tiếng cái thằng gì mà nó mưa gió cái gì đó con. Mưa gió mình rên gì rên rỉ gì đó. Oh, Rain. À Rain B. Rain B. Trời ơi, ba má mà đẻ rồi đẹp trai quá trời luôn vậy đó. Nghe. Cảm ơn cô. Dạ. Nhỏ đẹp trai ra cô hỏi xíu nè. Sao cô? Con biết cái restroom nằm đâu chỉ giờ nãy giờ mắt quá không ra con. Sao mặt mày đơ dữ vậy? Tưởng cô hỏi cái gì? Nói con đẹp trai rồi hỏi restroom. Ô, tao chẳng lắm à. Hỏi restroom tao phải tìm thằng đẹp trai tao mới hỏi à. Dạ, cái đó con biết. Đâu, restroom nằm bên kia cô. Rồi, cảm ơn con dạ, nha. Cô dạ. Đi nha, cô đi nha. Cô ơi. Hả? Cô để đồ con giữ cho. Giữ giùm cô, nặng quá cô chịu dạ, không nổi, dạ, đau dạ. Quá. Ôi, dạ, trời ơi. Như vậy, cô bỏ gì trong này vậy cô? Trời, nhiều đồ lắm. Ê, con dạ. Ơi. Rồi. Thôi cô, giúp giùm cô nha. Dạ dạ. Giữ giùm cô nhé thầy đó nha. Chứ cô đẩy không chịu nổi vậy đó. Cái gì nữa không? Ê khoan đã. Dạ. Mày tên gì vậy? Con tên Tommy. À Tommy hả? Dạ. Mày ngồi ghế số mấy vậy? Dạ 36 gái. Hả? Máy bay là mình có gái trai đây. Dạ không phải. 36G. À 36G hả? Dạ. Vậy là cô ngồi trên mày một ghế đi chung chuyến phải không? Dạ đúng rồi, về Việt Nam. Cô ngồi 35G. Okay. Ngồi trên con thôi được rồi. Dạ, dạ. Giữ giùm cô nha. Dạ. Giữ giùm cô nha. Rồi. Hả? Cô? Cô đi được hả? Thằng quỷ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Ai nói mày tao đi không được? Tao đi được nhưng mà cô biết không đó, trời ơi, đồ đạc cô nhiều quá à. Cho nên cô phải đề nghị có cái xe này đẩy cho nó nhẹ thân vậy đó mà. Ồ, bây giờ thì con tao đã hiểu. Lớn tuổi hơi thấp khớp chút nhưng mà còn đi được. Dạ, thôi dạ. Thôi giữ giùm cô nha. Ok cô nha. Dạ. 1 2 3 4 5, 5 bị với một cái vali nghe con nghe. Dạ, cô biết okay, rồi. Để tao đi. Chịu hết nổi rồi. Hey. Dạ. Con nghe thấy cái mùi gì không? Con tính hỏi cô nè, cô coi là trong giỏ cô có bể cái mùi gì không, giống như thôi mùi dầu thơm á. Rồi cái chai dầu thơm tao gửi cho bà xui. Để coi coi. Ủa? Con Yên Nguyên mà. Con có bể cái gì không? Giỏ mày có bể gì không? Cô. Hả? Dạ con không có. Trời ơi cái mùi sao nó hắc dữ vậy ta? Mùi dầu thơm gì? Trời ơi, nó ở đâu ra vậy ta? Cô. Hả? Con biết rồi. Ở đâu? Đi kìa. What are you doing? Why are you touching my backpack? Hả? Mày chẳng không ra tao hả? Chú Phong! Windy! Tên Phong ở bên Mỹ mà về Việt Nam mày gọi tao là Windy! Trời ơi, chú Windy! À, ê! Hả? Gì nữa? Ở Mỹ là chú nha mày!
Mà giờ em là Du với My nha. Không được là chú nha, còn anh nha. Ok. Anh Windy. Mày thấy trẻ không? Con đã biết rồi. Mà sao chú nhìn trẻ quá vậy? Trẻ không? Trẻ, quá trẻ. Cặp cái mắt chiến lão cất rồi. Thấy con mắt tao không? Sao xanh lè chú? Gắn công tắc lè. Màu xanh cho nó mơ mơ màng màng một xíu. Thấy cái này không? Gì nữa? iPhone 4. Về Việt Nam vô quán cà phê để mới cục một cái lắm em lé liền á. Trẻ không? Mày thấy tao trẻ không? Cũng được. Khốn. Nhưng mà còn thiếu. Thiếu gì? Chú phải thẳng cái lưng lên vậy nè. Giống con á, con trẻ. Quên, nó phải thẳng lưng lên với trẻ. Mà chú cho hỏi cái này cái. Nãy chú xức cái mùi gì mà nghe nồng nặc quá vậy? Không phải, tao xức tao biết tao chết liền á. Nãy đi vô Dirty Free á, cứ mỗi chai xịt chút ra mùi này á. Chú xem chi, chú xức mỗi thứ một chút cho nên nghe giống mùi nước mắm. Mày là quê mày. Mày nhìn kỹ tao coi được không mày? Giờ Việt Nam còn được không? Ok hơn nãy rồi đó. Thấy trẻ không? Trẻ ghê á. Cảm ơn chị. Quần mới mua phải không? Ủa sao chị biết vậy? Cái giá tiền nó còn lủng lẳng ở sau đít kìa. Sau đít kìa chú. Mày xỉa tao thôi. Làm bế quá. Hình như quần chuẩn bị lủng bây giờ. Mày mày. Ây da. Giật mạnh nó coi quê quá mày. Dạ rồi. Nói chứ là quê. Chú Phong. Gì? Chú thiệt hả? Gì thiệt? Quần chú đẹp vậy mà. Một con 5.99 hả? Nè, về tới Việt Nam đừng nói giá sale nha mày. Why? Giá gốc 145 đồng. Đừng nói giá sale nha mày. Bởi à. Ok. Thôi, nè con. Dạ. Giờ đi vô restroom rửa mặt rửa mũi. Sắp về tới Việt Nam rồi, đi rửa mặt cái sạch sẽ đi. Dạ, con chào bác. Hả? Cái gì vậy? Má mày hả? Trời ơi. Dạ đâu có. Ủa đi cùng chuyến về Việt Nam với mình đó chú. Mà con ngồi á số 36G. Là 36 gái á. Con ngồi trên con kế. Là 35 gái. 35 gái là tôi á. Không, mày là gái, con kia gái mẹ. Xin lỗi, tôi tên là Windy. Chị tên gì? Chào anh. Tôi tên Xuân. Xuân là về Việt Nam là Spring nha. Thôi cái gì cũng được hết trơn hết trọi. Thôi đi vô rửa mặt rửa mũi đây nè. Có kem đánh răng nè, cô cho mượn vô đánh răng cái sạch sẽ đi về con. Đi vô xứ soạn đi mày. Sao đó cơ? Về Việt Nam thôi mà, có gì đâu quan trọng đâu mà big deal. Cái thằng này không biết deal. Cái thằng này trời đất ơi, mỗi lần về Việt Nam mỗi lần khó. Cô này chuẩn bị 2-3 năm trời đó, coi như là mới về được một chuyến Việt Nam. Con tưởng tượng coi mình về tới sân bay phải không? Mà bà con đứng chờ mình ra mình sạch sẽ hồng hào. Bà con nhìn mình bà con vui quá. Sắp sửa chuẩn bị về Việt Nam phải sửa soạn vậy nè. Phải sửa soạn bước ra phi trường một cái gái lé bắt liền. Phải sửa soạn lớn. Nhưng mà con sinh ra và lớn lên ở Mỹ mà. Con có biết ai nhiều ở Việt Nam đâu. Trời ơi, không biết nhiều hả? Không biết nhiều càng sướng nữa. Ủa sao vậy? Hỏi đi thăm nhiều. Có thời gian quậy. Sao? Chúng ta nói mày nghe nè. Mỗi lần mà tao về Việt Nam là mỗi lần khó đó. Sao khó chú? Trời ơi, sống khó mày. Con nhớ xin visa dễ lắm mà. Xin cái rụp cái có mà. Có con khỉ. Xin visa bộ ngoại giao ký cái rẹt. Hả? Có một cái bộ xin hoài không được á. Bộ gì nữa? Bộ nội trợ. Có bộ nội trợ nữa hả? Tôi là mấy bả đó, xin ngoài không được ha. Ồ. Quên nữa. Nhắc tới mấy bả phải gọi về một cái. Ủa? Cái này gọi về về Mỹ được hả anh? Không, thời buổi này có cạc đi đâu là xài cũng được hết á. Ồ vậy hả? Gọi cả thế giới được luôn cái này hả? Gọi về Việt Nam cũng được luôn. À. Để bây giờ tôi gọi về Mỹ thôi. Dặn mình báo quá cáo bạn cái. Hello. Em. Anh em. Anh vừa tới phi trường Taipei em, chờ chuyển. Anh nói thiệt với em, hồi nào giờ đi hai vợ chồng đi nó ấm cúng gì đâu á. Mà lần này thiệt không có em đi, anh thấy nó trống vắng gì đâu. Tôi nói tôi còn bắt cỡ. Anh nói với em không phải. Tại vì ba bệnh anh mới về chứ thôi anh đâu có về chi. Để lại mấy mẹ con ở nhà anh cũng buồn lắm chứ bộ. Thôi nha em. Tối nhớ set alarm nha. Bye. Bye em. Mẹ. Đó con thấy chưa, ai người ta về Việt Nam cũng có hoàn cảnh như cô. Cô về cô thăm bà con, cô bác. Còn chú đây thấy ông ba bệnh nặng phải về thăm đó. Chú Phong. Ừ. Bộ ba chú bệnh nặng lắm hả?
Chắc ông nhà bị thận suy hả? Phải. Hay bệnh tim? Ông già chắc tiểu đường rồi, thời cuối. Phải. Vậy chắc chắn là cancer. Chắc vậy rồi con. Hả? Không. Chứ bị gì chú? Bị gì? Sổ mũi. Hả? Sổ mũi? Trời ơi, sổ mũi có cái gì đâu mà nặng vậy mà... Nè, đừng nè, nha, nói mấy người đừng có thường nha. Bệnh sổ mũi coi vậy chứ nó quan trọng lắm đó. Trẻ sổ mũi không sao đó, nhưng mà già sổ mũi hết ngày này qua tháng nọ nó nguy hiểm lắm đó. Làm sao nguy hiểm? Tôi nói nàng già cả nằm ngủ đi, thay vì nước mũi chảy ra ngoài. À. Không chảy ra ngoài, chảy ngược lên ốc. Rồi mà sao? Nước mà có ốc thì sao? Nước có ốc là mất trí nhớ đó. Cho nên tôi phải về thăm ba tôi trước khi ba tôi quên tôi. Trời ơi, con có hiếu quá ha, con có hiếu ghê vậy đó. Dạ. Nè, cái này mà về Việt Nam rồi mày ở Sài Gòn hả, dưới quê vậy? Cô ở Sài Gòn. Sài Gòn hả? Dạ. Lát cho số điện thoại đi. Chị chú. Về tới khách sạn cất đồ xong phải gọi đi. Đi đâu? Massage. Hả? Trời ơi, chú ơi, thằng nhỏ nó, trời nó còn nhỏ mà chứ rủ đi massage mắc gần gì chú? Trời ơi, về Việt Nam không đi massage chứ làm gì trời? Thiếu gì chuyện làm? Không lẽ về dẫn nhỏ vô viện bảo tàng coi vua mặt bao vua mặt ông vua Khải Định? Mà chú, má con cũng dặn á là về Việt Nam đừng có đi massage. Đó, thấy chưa? Nè, con nghe lời má con đi nghe. Thôi đừng có đi ba cái vụ đó. Thôi đừng có đi. Rồi, không đi massage. Đi chỗ này còn đã nữa. Đi đâu? Mới lắm. Đi nhổ tóc bạc. Hả? Trời, cái gì vậy? Thằng nhỏ nó nhỏ xíu mà. Chú giỡn hoài, con có tóc bạc là nhỏ chú. Chứ chị nhìn tóc tôi có đen, có tóc bạc không? Trước khi về nhổ đang thui á. Nhưng mà tại vì chỗ này nó nhổ đã lắm. Nhổ tóc bạc không phải bằng nhiếp. Bằng cái gì? Bằng miệng. Trời. Máu. Yeah. Mày tưởng tượng mày nằm coi, ba bốn đứa nó nhào vô nó cạp 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 đã không? Trời ơi. Đã. Nó đã lắm chưa? Má vỗ tay chưa? Quá trời rồi con ơi con. Mày đừng có nghe cái chú này nha. Mày tưởng tượng cái đầu mày nhầy có ba bốn con nhỏ nó nhào vô nó cạp 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 coi như là mấy tiếng sau cái đầu mày giống trái chôm chôm vậy đó. Thôi con đừng. That's cool. Đã lắm mà. Ông mà chú. Gì? Đợi con chút. Rồi, ghi số điện thoại tao vô. 0903 35 35 35. Số đẹp á. Yes. Con về nhổ tóc bạc với chú. Đó, thấy chưa? Trời ơi, đừng con. Tại vì á, trong này mom con không có cấm. Hả? Là về Việt Nam không được nhổ tóc bạc. Ủa cái gì đây? Cái gì trong này cấm đoán là mày cái giấy này là giấy gì? Trời. Đây là cái list mà những điều mom con cấm là không được làm ở Việt Nam. Trời đất ơi, má mày cẩn thận dữ vậy đó hả? Được cái tao thích má mày đó. Đâu coi nè, con đọc lớn lên coi má con cấm cái gì tao nghe. Trời coi. Trời. Điều một. À. Là không được đi massage. Thấy chưa? Má nó dặn đàng hoàng thấy chưa? Thì tôi có dẫn đi dẫn massage đâu, tôi dẫn đi nhổ tóc bạc, cạp tóc bạc chứ bộ. Điều hai á. Là không được đi cà phê đèn mờ. Quá hay, má mày quá hay. Đúng rồi mày nghe lời má mày nghe. Dạ. Tao nói bây giờ quán cà phê đèn mà tao nói nó mờ ảo vậy nè. Rồi yêu với tin nó nhảy cà chôn thì nguy hiểm lắm con ơi, đừng có vô nghe. Haunted house. Hả? Mày làm như nhà ma ai, haunted house. Làm Disneyland á. Má không biết gì đâu mà dẫn mình đi chỗ này. Uống cà phê là phụ. Mà bưởi vú sữa là chánh. Không phải, tôi chưa nói hết mà. Bên Việt Nam vô quán cà phê nó có trái cây. Vũ cà phê vừa có trái cây tươi. Vũ sữa với bưởi mày phải không? Phải không? Có. Ở Mỹ có ăn vũ sữa đông lạnh không à? Trời. Hả? Về Việt Nam ăn vũ sữa đông lạnh. Vũ sữa tươi không à? Đừng có lo. Con ơi khổ quá thì mày đọc. Tôi coi rồi tiếp tục cái má mày nó cái gì đừng theo ổng. Điều ba là không được đi vũ trường. Trời ơi sao má mày, trời ơi má mày hay quá. Chắc ba mày quậy lắm, má mày mới kinh nghiệm vậy phải không? Đây nè, cô này cô nhà quê, cô không có biết cái gì hết. Mà con nghe nói bây giờ, thanh niên bây giờ nó có cái viên gì nhỏ xíu vậy nè con. Nó bỏ như miệng nó nuốt một cái nó vô vũ trường nhạc lên cái đầu vậy nè. Trời hại thần kinh lắm nghe con. Trời ơi, vô vũ trường không dậy sao vô chi vậy? Vô làm như nó lắc qua lắc lại vậy nè. Lắc qua cái tóc dài, lắc qua tóc ngắn. Lắc qua cái rip dài, lắc qua rip ngắn. Đứng lên chính giữa gặp bê đê. Không dám đâu, nhưng đâu phải như vậy và hoài vậy nè. Được, không được, tôi đừng. Thôi để em đọc luôn cái điều thứ tư nè. Cái gì? Đừng nữa. Là không được mang bóp ra ngoài đường. Trời đất ơi, má mày không biết làm Việt Kiều mà về Việt Nam phải đem cái vỏ đằng trước mới ra Việt Kiều. Con biết, nhưng mà má con nói là
Về Việt Nam ăn bóp ra dễ bị giật lắm. Đúng rồi, phải cẩn thận đó con. Trời đất ơi, đeo cái vỏ để làm dáng để làm việc kiều thôi. Còn tiền bạc bóng túi, đổi một cặp bóng túi nè. Lấy lè, đi tới đâu vô gặp mấy em phát cái nào phát cho mới đang kiều. Trời ơi. Phát cái đó, phát đó mới đang kiều ha. Tiền ở đâu mà phát dữ vậy không biết nè. Trời đất, thì đổi lấy tờ đổi ra mà 10.000 tiền lẻ thôi, thì tôi tiền Việt Nam 10.000 tiền lẻ thành một cọc thì không sướng hả? Trời ơi, thôi mệt quá. Good idea. Thôi còn cái gì nữa con? Okay, thôi để anh đọc luôn điều thứ năm nè, điều cuối cùng mà điều này má con á highlight rất là kỹ luôn. Ừ. Điều gì vậy? Không được nghe lời số 7 của người khác. Ôi trời đất ơi. Má mày quá tâm lý. Trời ơi, tao nói thiệt với mày, bây giờ tao nói người bậy bạ nó sát nút con này nè. Nó xúi bậy con cái đời cũng tiêu luôn. Đừng bao giờ nghe lời người ta xúi bậy. Đừng bao giờ. Tao nói thiệt mày được cái gì nè. Tôi xúi bậy nó nào chị? Tôi đâu có nói anh tôi đâu. Tôi dặn nó không có xúi bậy gì đó. Tôi đâu có nói anh đâu. Chẳng qua là cũng dạy nó như thế nào không thôi. Không có dạy đây nè. Mày không, đi qua đây với tao nói tao dặn. Cô nói nghe là mày nghe lời cô. Không là mày nhớ là má mày. Mệt quá, mày cũng nghe lời má. Mày về Việt Nam mày phải nghe tao nè. Trời ơi, hai má chị. Tôi nói thằng nhỏ này nè. Đây nè, tôi nói stop, chẳng qua là tôi muốn nói với nó đó là tôi muốn nói cho về Việt Nam cho lăn lộn với cuộc sống với người ta. Kệ nó, anh đi nó muốn sao làm sao đó, đừng bắt nó lăn lộn. Trời ơi, tướng này tướng này mà anh mới là lăn lộn á, tướng này về Việt Nam chắc lộn dữ lắm nè. Đó, coi nè, không quần mới áo mới nè, tướng này về con lấy cớ thăm ba thăm má là cái cớ thôi, còn sách chừng chắc chừng 2-3 vali quần áo về viện nó nổ phải không? Trời ơi, không kinh nghiệm. Sao không kinh nghiệm? Thời buổi này về Việt Nam xách quần áo nhiều chi vậy? Cái gì? Em nói thiệt với quý vị nha. Tôi về Việt Nam tôi đem có 2 cái quần nữa đó. Mà không có thời gian mà mặc. Thấy không? Mấy anh đây thông minh hiểu liền nè. Ai nói chị tôi bao giờ? Một ngày tôi tắm 7-8 lần luôn á. Ê, chú. Cho hỏi cái này cái. Gì? Chú tắm 7-8 lần. Ờ. Mà sao chú mang 2 cái quần sao đủ? Em út có lên quá thời gian rồi mặc quần. Trời ơi, trời ơi, con ơi. Mày bịt lỗ tai lại nha, mày bịt lỗ tai lại. Anh ơi, đừng có suối bậy thằng nhỏ, cái này là quá bậy rồi. Con ơi, đừng có nghe nha. Giờ con hỏi thiệt con về Việt Nam con mang mấy cái quần? Nó con mang mấy cái? Mấy? Con mang quần quýt lắm. Tao lại bay mày về tới nơi mà mua 10 cái quần mặc liền cho con nha. Phải mặc quần nha con, mua 10 cái nha, mặc liền tại chỗ, đừng bao giờ hay nha. Nghe không? Thấy chưa ai vô duyên vậy à? Sao vậy? Nhỏ mặc quần hay không mặc quần kệ nó, tự nhiên bắt vô mặc quần. Ai chứ có như là Ghen tị. Trời ơi, ê. Dạ. Thôi nghe, đừng có lo, về này tao dẫn mày đi hưởng. Nữa à. Tôi nói thiệt anh ấy không phải đi chung chuyến bay, nhưng mà tôi coi nó như con tôi. Anh cũng nên coi nó như con anh đi. Cho mình chỉ cho cái hay cái đẹp, đừng có nghĩ ba cái tầm bậy tầm bạ nữa anh. Ủa tôi nói gì đâu nó bậy. Thì nói hưởng. Bộ đi hưởng thì chỉ có vụ kia thôi hả? Cái gì vậy? Tôi nói dẫn đi hưởng là đi ăn. Ồ, đi ăn thì được. Đi ăn thì được, có, dạ, ăn dạ, thì dạ, được dạ. Đó, đó. Tao nói quê mình ấy, giờ cho tao nói nhiều món ăn ngon lắm con ơi. Nhưng mà đừng ăn mấy món sang trọng nó không ngon. Đi về quê cô đi ăn món dân dã nha. Còn mấy ông quê cô xa lắm. Mà quê cô có một cái dòng sông nó dài như vậy nè đó. Trời ơi, tao nói con tưởng tượng nghe trưa hè nghe không. Cái con lấy một cái mâm cơm con để ngay cạnh dòng sông. Gió sông nó thổi lồng lộng lên vậy đó. Mà cơm có cái gì đâu, nó mộc mạc lắm con. Cơm trắng nè, rau luộc nè, mắm nè không. Đó, con cầm một chén cơm lên con bỏ đó. Bỏ miếng rau vô, chấm miếng mắm vô. Ăn một cái ngắm dòng sông lững lờ trôi. Trời ơi, nó đã lắm con ơi. Cô tới bây giờ cô vẫn còn nhớ đó con. Vậy. Trời, nghe chị diễn tả thấy hấp dẫn quá. Chứ sao? Nhưng đó là lý thuyết thôi chị ơi. Sao vậy? Trời ơi, tưởng tượng bây giờ Việt Nam trời nóng hừng hực kia đó. Rồi mày bưng ra đường mày ngồi mày ăn. Rồi mà hôi một kê chảy rần vậy nè. Rồi xong rồi đang ngồi kế bên bờ sông nha, mới vừa da. Vác miếng tôm miếng cơm vô miệng, tự nhiên trên bờ sông có gì lên bờ đi nghe. Mày ăn nổi không? Gì lên bờ chú? Trời ơi, tự nhiên kêu nhổ ra bờ sông rồi lên bờ đi nghe ăn cơm mà cái gì lên bờ? Cái gì lên bờ thì được chắc tới nữa. Mà nói mày nghe, về Việt Nam đi theo tao đi. Trưa nóng chang chang nha, tao dẫn mày vô nhà hàng mới lạnh ăn. Sao cưới? Trong nhà hàng mới lạnh mấy em tiếp viên nó ăn mặc áo bà ba mỏng thiệt mỏng. Mày vừa ngồi xuống ghế nó tới liền. Xong xuống bóp 2 cái. Ê! Trời ơi chú ơi, thằng nhỏ nhỏ xíu tự nhiên dẫn vô bóp bóp gì vậy? Gì kỳ trời? Tôi chưa nói hết, nghĩa là áo bở nó mình đi ngoài đường nóng vô. Đó, rồi mấy em bóp khăn lạnh, bóp 2 cái. Mấy khăn lạnh lao mặt này mày chịu nổi không? Đó. Xong xuôi rồi nha, thay vì canh chua cá khô tổ, tao kêu mày món khác đặc biệt hơn. Món gì? Canh chua cá sấu khô tổ. Gì có cá sấu nữa? Đâu, kỳ đà xào lăng. Ôi trời ơi. Cái món này mới hấp dẫn nè. Mà Việt Nam món nào cũng có hết.
tiết canh tôm. Trời ơi, tôm là gì có máu đâu, đánh tiết canh. Không có máu nó chắc là máu gì. Đó, vậy mới hấp dẫn. Thôi con ơi, đi về quê cô ăn đi, đừng ăn cái tiết canh tôm như cái chú này. Thôi đi quê đi. Thôi mà con thấy cô chú dài dòng quá, con mà đói á, ra ngoài mua hamburger ăn là được rồi. Thấy chưa, cái thằng này coi như nó mất gốc mà nó ở Mỹ lâu rồi, có phải về đây ăn món quê cô cho biết quê hương. Bộ Việt Nam mày ăn hamburger hoài không ngán hả? Về Việt Nam phải hương đồng cỏ nội. Hương đồng cỏ nội của cô, đừng hương đồng cỏ nội của chú này nha. Tôi bảo cái chuyện ba, tôi cũng nói chuyện nó mệt quá, sao mà lâu quá chưa đi không biết nữa. Ê, dạ. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 20. Bằng tuổi con tôi đó. Thôi nó trẻ quá ha. Tao nói thiệt với mày, mấy đạp của tao bệnh, nó còn nhỏ tuổi hơn mày đó. Bằng tuổi chú, con chú. Chứ không phải như đạo này đó. Ê, mày vậy? Tôi tên Xuân rồi nha. Về Việt Nam mà trên 21 nó quá. Cỡ này là bà ngoại á. Chú nó quá rồi. Má con thôi. Sao? Dạ. Ở Mỹ có bồ chưa? Dạ con có rồi. Có rồi hả? Dạ. Quên đi. Sao quên? Như tao nè, vợ con đụng đề bên Mỹ, về tới Việt Nam tôi cũng quên luôn. Chú nói gì vậy chú? Chú nhìn một tôi, chú nói gì vậy chú? Không. Ý nói là về Việt Nam quên là vui đó. Vui, quên là vui rồi, vui xong rồi đi. Rồi về lo vợ con tiếp đó. Xong rồi kiếm tiền kiếm bạc về Việt Nam tiếp. Con ơi này nè, nói nghe đừng có nghe lời chú nha. Tôi nói không phải chú, đừng mít lòng. Tình cảm con người nó thiêng liêng lắm chú biết không? Tình cảm như bạn trai bạn gái nó đã thiêng liêng cao quý rồi, mà tình nghĩa vợ chồng nó còn cao quý hơn nữa con ơi. Đừng có kiểu mà vui là quên, bỏ cái chuyện nó đi nha ông con. Nghe cô nói nè, giống như cô nè, ngày xưa đó cái mối tình đầu của cô nó thiêng liêng tới mức độ bây giờ cô vẫn còn nhớ. Mình phải làm sao mình yêu nhau để khi cuối đời mình vẫn còn nhớ nhau. Con biết không? Đây con kể ngày xưa quê cô đó. Ta nói quê cô nó có một cái bờ coi như là bờ ruộng đó con. Ha, bờ ruộng nghe không? Đó là coi như cô với anh ấy đó, hai bên đứng hai bờ ruộng xa vậy nè. Đó. Xong cái hai người đi ra làm ruộng nha. Cái cô hò qua, anh ấy hò lại. Cái hò qua, cái hò lại, cái hò. Trời buổi này mà hò qua hò lại. Không hò lao mới lạ. Tự nhiên ra vào đụng hồ có hồ lại. Trời ơi, vậy nó mới lãng mạn chứ. Còn hai người yêu nhau mà gặp nhau trên cái đường cái, con biết không? Hai người nhìn nhau một cái là bỏ chạy liền vậy đó hả? À. Bỏ chạy. Sao chạy cô? Trời ơi, sợ đứng gần người ta dị nghị. Trời đất ơi. Trời, tình yêu nó thiêng liêng lắm, nó cao cả. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ vậy đó. Rồi cuối cùng hai người có lấy nhau không? Không. Trời, tôi biết mà có hồ lại lấy. Trời đất ơi. Nè, bây giờ tình yêu bỏ nó đã lắm. Tuổi trẻ bây giờ nó đã lắm. Năm ngoái về tao có con em mới 19 tuổi à, dẫn đi chơi hỏi nó em, anh dẫn em đi chơi mấy giờ dẫn em về được. Nó nói em mới, anh muốn dẫn em đi đâu anh dẫn, nhưng mà anh nhớ dẫn em về xuống sớm á. Ngoan vậy ta. À hả, anh dẫn em về phải chừng 6 giờ hả? 6 p.m. No, 6 a.m. Wow. Trời ơi, tình yêu bây giờ nó mới vậy chứ. Wow. Trời ơi, mày nghĩ coi cái thân con dày mà nó dằn dặt mày tới 6 giờ sáng coi như mày thành ma rồi đó thân. Mày yêu sao? Mày nói tao nghe coi. Mày yêu sao? Con á, đơn giản lắm. À. Chỉ cần text qua, text lại, text qua, text lại nói I love you. Ok, không gì nó ước ác đâu con. Yêu vậy làm gì phê trời. Mày text qua, text lại cái thôi. Trời ơi. Các vị hành khách, đây. Sắp tới Việt Nam rồi. Hình như là chuyến bay của mình. Giúp con, tới rồi ta. Mù chiến, yến trì. Xin sao đợi xin đợi chỉ thấy thời gian. Giúp cô. Attention passengers, due to harsh weather conditions, the flight from Taipei to Vietnam has been delayed. We are sorry for the inconvenience. Further details will be provided on the departure time of this flight. Thank you and have a great day. Cô xong đi. Đi con đi. Nó kêu kìa. Máy bay bị delay rồi, gì đâu nữa. Cái gì? Máy bay bị delay. Mày nói cái gì? Dạ nó bị delay rồi. Trời ơi. Tôi chết rồi. Biết bao giờ mới bay trở lại không? Con không biết nữa. Nó nói là khi nào nó bay được nó sẽ thông báo lại. Trời ơi tôi chết rồi. Trời ơi bà con tôi đi có mấy ngày đường lên chợ sân bay mà giờ delay rồi. Trời ơi tôi chết. Trời đất ơi, làm hẹn nhỏ mới 18 tuổi đứng chờ. Nắng nó bệnh nó tội nghiệp quá. Trời đất ơi sao kỳ vậy trời. Tôi chết rồi trời đất ơi. Tôi tự nhiên delay sản nha trời. Trời ơi tôi biết làm sao bây giờ. Trời ơi bà con cô bác lên mấy chục người đứng chờ nắng nôi vậy. Làm sao tự nhiên cứ delay thôi mà ác dữ vậy mày. Bà con biết chừng nào đi hả con? Biết không? Dạ không. Bà ôi, biết không? Thôi mà tự nhiên con mua nguyên cục thịt bò để lâu nó chảy nước là chết. Trời ơi thịt bò này nó mềm mấy ơi. Trời ơi làm sao đây bây giờ. Trời ơi phải chơi cầu gì mà có cái điện thoại á. Tôi gọi nó báo cho người nhà biết là đợi bao nhiêu. Trời đất ơi. Trời đất ơi.
Tôi thì với ai có điện thoại mà cho tôi mượn hết chứ. Tôi ban ơn suốt đời, kiếp sau tôi lấy làm chồng hết. Trời ơi, anh ơi, trời. Anh giúp em được không anh? Trời ơi, về Việt Nam mặt này cứ em mà tôi thấy tôi xỉu quá. 18, 19 em mà được mặt này kêu em. Thôi mượn đó là xin tôi gọi lẹ lẹ nha. Dạ, em cảm ơn anh. Trời đất ơi, nhờ giả mọi cái thương không? Bóp 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 vậy phải không anh? Ờ. Dạ rồi rồi rồi. Ôi rồi rồi rồi. Trời ơi, chút xíu thôi em nói chút xíu thôi anh ơi. Lẹ lẹ đi. Dạ nó đang ren, nó chưa có lên, nó chưa tính tiền. Rồi rồi, bắt đầu rồi. Hello. Ôi cha mẹ ơi, mẹ hả mẹ? Dạ con xoắn đấy mẹ ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, dạ, trời ơi, con chẳng cả già đời mình là phía trường hả? Ôi trời ơi, con tỏi thiệt với mẹ nha, trời ơi. Con dở già lắm, con muốn về lắm đó trời ơi. Mãi tranh nghèo là không người sửa sáng, là con buồn lắm đó mẹ ơi. Mà chưa phải bay hẳn đi lấy làm sao về được. Dạ con về cũng một mình thôi vì bọn trẻ hẳn con đi học á. Ủa nói tiếng Ấn Độ hả chú? Mày tiếng gì? Hình như bà nói tiếng Lào. Tôi nói tiếng tôi, quê tôi. Trời ơi, quê gì, quê nào? Quê ngoài Trung mà tại vì đây nói tiếng này cho mấy người dễ nghe chứ. Ôi mẹ ơi, ơi mẹ khỏe không mẹ? How are you? I am fine, thank you. Dạ con khỏe lắm. Mẹ ơi, mẹ cho con nói chuyện với ốn thì mẹ. Dạ dạ dạ. Dạ. Ôi ơi, ổn à, ổn dạ, ổn ơi. How are you? I am fine, thank you. Dạ, dạ, ổn à. Dạ, chú yếu à, chú trời ơi, tra rồi phải yếu chứ khỏe như thanh niên đâu. Được rồi, con có mang thuốc về cho ổn, ổn ơi. Chú ơi, thuốc này mắc tiền lắm. Nhưng mà ổn, ổn khỏe liền đấy trời. Trời khổ quá. Dạ, ổn, ổn cho con gặp o gái ổn. O gái à, ổn trời ơi, how are you? I am fine, thank you. Ôi dạ, khỏe à, chồng con bố rồi. À, chữa cho ông à, chú ta thể rửa là ban ba cố da rồi con chứ được. Đừng có nói, khoa cả rồi có hết rồi à. Chỗ có lẽ cỏ nè, có như kèo gấm cỏ nè, dầu gội đầu cỏ nè, dầu nhuộm tóc cỏ nè, thuốc mọc tóc cỏ nè, tất cả mọi thứ cỏ hết đi luôn, khoa cả ba có đi được hết. Úi trời ơi, cho nó quần áo, ôi trời ơi, loạn hết luôn về đã. Trời ơi, bên Mỹ hẳn hoang lắm, hẳn mặc độ một vài lần hẳn đôi đi à, mình về tháo hôm mà tốt với con đó. Thôi, dạ cho gặp lại ôn tí, ôn tí. Dạ ôn ơi, chắc con phải bay ôn bởi vì cái thằng cha keo kiệt cho con mượn phố là hẳn nhìn con thì giết con chết đâu à. Dạ, con cảm ơn ôn. Được rồi, chờ con nha ôn mẹ ơi, con dở ôn lắm. Ôi trời ơi, con tâu con bò ngoài đường, con còn dở huống chi là ôn bê bê. Dạ, con cảm ơn con, phải bay, 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 bay. Cảm ơn anh. Dạ. Chết cha thằng mồ hôi quá để lao cái đã. Trời ơi, điện thoại tổ thương bá cha ấy nè trời. Có mồ hôi. Đáng cái điện thoại hết trơn cái trội rồi. Dạ cảm ơn nha, dạ nó khỏe rồi đó. Trời đất ơi, gọi về cho chỗ mọi người chờ đón ở đây, khỏe rồi chắc mọi người yên tâm rồi. Ai, trời đất ơi, tự nhiên delay à. Dạ. Về Việt Nam mà được mấy ngày? Được 2 tuần. Trời đất ơi, sướng quá vậy, tao xin được về có 10 ngày à. Nó bị delay hết mấy tiếng, nó mất mấy tiếng đồng hồ của tao. Tôi chết rồi. Gì vậy? Tôi chết rồi, thôi đó mẹ ơi. Trời ơi, cái gói thuốc nhỏ xíu mà cái đứa về cho ôn mà cái thuốc quan trọng mà đi đâu mà tiêu đâu. Úi trời, cho mẹ ơi. Cái thuốc quan trọng mà tiêu đâu rồi, để nắp bi mà cái bị thứ 6 đâu mà tiêu đâu. Trời ơi, chết tôi rồi. À, nói tiếng Việt á. Trời ơi, cái bịch thuốc á, tôi mang về cho ông tôi mà cái bịch thuốc quan trọng mà bây giờ đâu trời ơi, 6 bịch mà sao giờ còn 5 bịch, trời ơi tôi chết tôi rồi, trời ơi tôi chết tôi rồi. Khoan 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 khoan, cho hỏi. Hả? Mà chị có gửi ai không? Nãy giờ có gửi ai đây không? Trời có đây nè, cái thằng cu đây nè, mày nhỏ, coi như là tao mượn nữa, tao đi vô rẹt rút, tao đi rẹt rút thì ra nó gửi thằng đi nè. Mà coi như là 5 bịch 6 bịch mà mày có vali mà bây giờ là không có chi hết, con ơi con có thấy đâu không? Thằng cu mày có thấy mày nói cho cô, trời cái chuyện đó là có như quá tròn lắm mà sao cô không nói với cô hả? Cô nói gì vậy? Nói tiếng Việt. Coi như là gửi thằng này. À. Thằng cháu này thì tôi đi restroom. Tôi gửi đầy đủ đếm đàng hoàng mà bây giờ ra nó mất tôi đấy trời ơi. Biết. Ôi trời ơi, chết rồi. Để tôi thổi. Ôi ôn ơi, mẹ ơi. Đầy đủ đồ đó mà con cái thằng mất rồi. Hồi nãy Du giữ cái túi đồ dùng cho cô á. Dạ đúng rồi. Rồi Du có đi đâu không? Dạ không, nãy giờ con ngồi đó mà. Không sao, để tôi tìm. À, gì vậy chú? Không. Thì bây giờ kiếm ở ngoài không có thì có lộn này không? Không, con nói không có đâu. Không có sao mặt mày sợ vậy mà đứng lên. Thôi. Con nói không có mà. Không. Để cô tìm, chắc là không phải. Không có nhưng mà cho nó rõ ràng đi. Không biết rồi, tôi biết. Lấy ra đi, không có sợ gì. Thôi, không cần mà, được rồi.
Tôi không, không cần, nhưng mà bây giờ chị bất, bây giờ tùm lum tùm la, phải lấy ra đi, phải không, sợ không, gì. Thôi được rồi, phải sợ gì mà cứ lấy ra cho thôi, được rồi. Để con mở cho cô chú coi. Rồi mày mở đi. Để con tìm cái đồ cô. Làm gì nó mày sợ hoài vậy? Chị là ông sùm. Tôi thiếu rồi. Gì vậy? Cô chú coi đi. Đây là hầu hũ hài cốt của bà ngoại con. Đáng lý ra lần này ba mẹ con mang về, nhưng mà vì bận rộn công việc quá nhiều nên mới nhờ con mang về và nói con là phải giữ gìn cho thật là cẩn thận. Đó là bà ngoại của con mà. Gia đình con chỉ muốn thực hiện lời ước nguyện của bà ngoại con trước khi mất là được về Việt Nam để nằm bên cạnh ông ngoại con. Nghĩa lắm đó. Ráng đi nghe. Ráng giữ gìn bà ngoại mày nguyên vẹn. Về thôi ông ngoại mày kiện đó nha không. Nghe dạ. Con ráng đi. Ôi trời ơi. Bởi vậy á, thấy không, nhiều khi đó người chết mà người ta còn muốn nằm cạnh nhau. Vậy chứ mà có nhiều người á, sống cạnh nhau vậy đó mà chỉ muốn xa nhau thôi à. Thôi, thôi con cất vô đi con. Cất vô đi nha, giữ gìn cẩn thận nha. Để từ từ cô tìm. Để từ từ cô tìm coi làm sao. Không sao, tôi quen cái cảnh này lắm rồi. Chuyến về nào cũng vậy hết trơn á. Người Việt mà, mình thông cảm cô à. Thông cảm bà. Quả như là nhiều bà con quá. Hiểu. Nên nó mang nhiều đồ nó phải mượn cái xá. À, lúc nãy hãng máy bay thông báo có một người quên cái gói đồ. Tôi nghĩ bà mang nhiều lắm, cái này chắc là của bà, có phải không? Ôi chú cha mẹ ơi, rửa là cái này thuộc của ổn tôi đó. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều. Chú vậy là có rồi, dạ. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. À, bà về ở đâu? Dạ, gọi về quê. Nhưng mà tôi về Sài Gòn khoảng là một ngày rồi, xong rồi tôi về quê. Tôi lâu quá tôi cũng không có dịp về, bị bận làm đó. Dạ. À, tôi nhờ bà chuyện này chút xíu thôi. Dạ, dạ, dạ. Cái này đó là có mấy cái chai dầu gió xanh. Dạ, tôi gửi cho má tôi Việt Nam ở Sài Gòn á. Dạ, dạ. Bà có thể giúp đó, tôi có ghi số điện thoại đủ hết. Chỉ cần gọi cái là có đứa cháu nó chạy lên nó lấy được không? Được rồi, được rồi. Cái gì dạ. Mang về cho bà con, cô bác tôi lấy hết, tôi lãnh dạ. Hết. Dạ, cảm ơn, có địa chỉ đàng hoàng rồi dạ, nha. Có. Dạ, 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 mở ra coi, dạ, dạ được. Dạ, 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 dạ. Check cho nó kỹ chút kia. Dạ. Dạ, dạ, thôi được rồi, dạ, cảm ơn chú nhiều. À, bà có cần ngồi lên tôi đẩy. Dạ, thôi giờ khỏe rồi. Dạ, khỏe rồi, dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, có mấy người này giúp đỡ, dạ, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, tôi mang chiếc xe này đi. Dạ, 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 cảm ơn. Ô nhưng mà một hồi làm sao bà xách hết dạ, bà cứ có Đồng Hương, có Đồng Hương lo giùm. Dạ được rồi, cảm ơn bà. Dạ, khỏe rồi, khỏe rồi. Chúc bà một chuyến về may mắn. Dạ, dạ cảm ơn dạ. Chú nhiều. Dạ, có cái này là mừng rồi. Trời ơi. Trời con thấy không? Trời ơi mừng muốn chết luôn vậy đó. Đó con thấy chưa? Đó coi như là ai thì cũng muốn mang chút đỉnh về cho bà con cô bác mình vậy đó mà. Rồi nhiều khi thậm chí cô còn phải nói xạo là đau chân để mang đồ nhiều nhiều về một chút xíu. Ôi trời đất ơi. Con biết không? Vấn đề đó không phải là tiền là bạc gì hết, mà vấn đề là chút tình chút nghĩa. Con biết mỗi lần cô về quê con á, cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cục kẹo, nó nhìn thôi nó không dám ăn, mình nhìn mình cũng đứt ruột nữa. Cho nên ráng cố gắng mang về. Tiền bạc không thành vấn đề. Vấn đề là chút tình chút nghĩa, chút quà chút cáp cho bà con, cho quê hương mình. Dạ. Má con cũng nói vậy đó cô. Tao thích má mày á.
quê hương là chuồng khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rơm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em đềm khu nước ven sông. Ủa em hai em, anh nè, không máy bay bị delay chưa đi em. Là câu chén em à, kỳ này thăm ba xong chắc về sớm á. Quê hè sang năm có về dẫn nó mấy đứa nhỏ về luôn hoa nha em. Dùng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Kính thưa quý vị, đó là vở hài kịch Chuyến Về với Hồng Đào, Quang Minh và Lê Nguyên. Có một điều sau khi xem qua vở kịch rồi, và trong những lần kinh nghiệm của những chuyến bay mà anh em nghệ sĩ đi trình diễn,